Kính chào, thương chào và quý mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đà Official, à, thì em là Nguyên Đà à, Ngày hôm nay cuối tuần à, thì cũng tranh thủ làm cho cả nhà một video à, để định hướng cho mọi người về cái góc nhìn của thị trường hiện tại à, Cũng như là lên một cái danh mục à, về một số các cái mã cổ phiếu à, mà anh chị có thể săn các cái điểm nổ à, trong tuần sắp tới à, để giúp anh chị đầu tư tốt hơn à, Thì nếu anh chị nào để kỹ thì trong khoảng à, à, 3-4 tuần trở lại đây à, thì có những tuần thì em có làm thêm video vào Chủ nhật nè À, bởi vì thường thì em chỉ làm video hoặc là livestream vào thứ sáu thôi à, nhưng mà trong tầm khoảng những cái tuần trở lại đây và có thể là trong những cái tuần sắp tới thì em sẽ ra những cái video vào chủ nhật để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, về thị trường cũng như là về các cái mã cổ phiếu à, bởi vì à, nếu anh chị nào có hay xem video của em á thì em có đánh giá với anh chị là cái sóng tức là cái nhịp này này à, và cái giai đoạn sắp tới á là cái nhịp anh chị có thể kiếm rất là nhiều tiền đó nhưng mà anh chị cũng có thể là bị mất rất là nhiều tiền mất lãi hoặc là có thể bị lỗ ngược trong thời gian sắp tới đó nên là trong dòng này thì em cũng muốn ra nhiều những cái buổi video và những cái buổi livestream giá trị hơn cho mọi người à, để giúp làm sao để cho mọi người trong cái nhịp sắp tới này đã nói chung là trong cái nhịp trước anh chị đánh như nào thì đánh nhưng mà trong cái nhịp sắp tới này anh chị phải tận dụng tất cả các nguồn lực của mình để có thể là đánh tốt nhất đã bởi vì anh chị lưu ý là cái nhịp khi mà thị trường nó vào những cái nhịp sắp tới đó, nó sẽ là một cái nhịp anh chị anh chị không thể tưởng tượng được đâu đặc biệt là những anh chị nhà tư mới anh chị không đó, và khi mà thị trường nó vào những cái nhịp mạnh nhất là nó rất là kinh khủng Đó, nên là trong cái nhịp vừa rồi cũng như là trong sắp tới thì em sẽ nói chung là cũng sẽ cố gắng để ra nhiều những cái video là giúp đỡ anh chị nhà đầu tư ha rồi ok à, thì trước khi mà chúng ta à, bắt đầu video thì anh chị xem video thì mọi người nhớ nhấn giúp em một cái nút like nha à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, thì những cái nút like cũng như là những cái nút đăng ký kênh của mọi người à, thì sẽ luôn là những nguồn động lực rất là lớn để em ra nhiều những cái video cũng như là các cái buổi livestream giá trị hơn hoặc là mọi người xem xong mà thấy hay thì có thể để lại giúp em một cái lời bình luận chia sẻ gì đó nữa ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi ủng hộ kênh anh chị muốn đăng ký vừa khách hàng á, thì trên cái dòng chữ dưới màn hình á, em có để số điện thoại zalo của em á. thì mọi người nhắn qua zalo cho em thì em sẽ hỗ trợ chị vừa đăng khách hàng để để em định hướng với mọi người và hỗ trợ chị trong phiên tốt hơn rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi thì phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhanh qua một chút về thị trường À, trong cái video ngày hôm nay thì cái phần chính là chúng ta sẽ đi qua cổ phiếu à, nhưng mà em cũng sẽ nói lại một chút về thị trường để anh chị bước được là thị trường của chúng ta đang ở đâu rồi đầu tiên á, là anh chị lưu này là về cái góc nhìn rộng nha là hiện tại chúng ta đang ở trong một cái nhịp tăng số 4 tức là hiện tại là thị trường nó có một cái đáy chu kỳ là quanh tầm khoảng tháng đầu tháng năm là thị trường nó đã bước qua một nhịp tăng này hai nhịp tăng này ba nhịp tăng và chúng ta vừa trải qua một cái nhịp tăng số 4 à, xin lỗi chị chúng ta đang ở cái nhịp tăng số 4 tức là chúng ta vừa trải qua một cái nhịp điều chỉnh để kết thúc cái nhịp tăng số 3 và chúng ta đang ở trong một cái nhịp tăng số 4 đó và vừa rồi chúng ta đã có một cái nhịp điều chỉnh đó gọi là gốc nhìn ngắn thì vừa rồi chúng ta đã có một cái nhịp điều chỉnh và có một cái vùng cân bằng quanh cái vùng một nghìn một trăm tám mươi và đã có một cái phiên xác nhận đi lên vào ngày 28 tháng 8 thì khi mà thị trường nó có một cái phiên xác nhận đi lên thì thị trường nó có cái quá trình tăng trong nghi ngờ đó và anh chị nếu anh chị để kỹ là rất nhiều các cái mặt cổ phiếu trong thời gian vừa qua gần như là nó tăng dựng nước À, nên là các thị trường nó cũng có một cái nhịp tăng trong nghi ngờ như thế này. Thì hiện tại là thị trường đang chuẩn về cái vùng đỉnh cũ, tức là hiện tại là thị trường đang chuẩn và hấp thụ quanh cái vùng đỉnh cũ là quanh cái vùng 1230, 1240. À, thì đây là một cái điểm rất là bình thường đó vậy. Bởi vì nếu như nào có để ý kỹ về một số các cái mã cổ phiếu, đầu tiên là bởi vì đây là một cái vùng kháng cự ngắn. À, cái thứ hai là anh chị thấy là nếu như nào để để kỹ về một số những cái mã cổ phiếu ở một số các những mảnh thì anh chị sẽ thấy là bữa giờ những cái mã cổ phiếu nó về đỉnh cũ á, thì nó thường nó sẽ có những cái phiên nó trở lại ví dụ như là một số những cái mã cổ phiếu như FRT này khi mà nó vượt đỉnh cũ vậy thì nó không có vượt âm à âm lên mà khi mà nó vượt đỉnh cũ xong nó cũng có những cái nhịp nó test lại đó nó test tầm khoảng hai cây sau đó nó có những cái phiên đi lên hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như là PET đó khi mà nó vượt đỉnh cũ thì nó cũng có những cái vùng nó trở lại quanh cái vùng đỉnh cũ hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như là thằng DC World hay là những cái mã cổ phiếu như thằng KBC của nhóm ngành nào à, khu công nghiệp hay là cái mã cổ phiếu như gách đó của những mảng khu nghiệp hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như C2 của ngành khu nghiệp. Tức là sao? Tức là như thế là cái nhịp rồi rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó về đỉnh cũ và nó chẩn trên cái vùng đỉnh cũ. Là anh chị hiểu vì sao là thị trường nó phải chẩn không? Là bởi vì cái tốc độ đi lên của cái thị trường và cái cổ phiếu nó quá nhanh. Thì khi mà cái lượng đi lên nó nhanh thì cái lượng người có lại nó sẽ nhiều. Đó, thì nó sẽ chẩn để nó hấp thụ để nó test lại quanh cái vùng đỉnh cũ để cho những ví dụ anh chị nào có ví dụ cá đánh tê cộng ví dụ cho người ta bán bớt đây À, thì khi mà nó chẩn nó hấp thụ xong nó sẽ kéo tiếp. Thì với thị trường chung nó cũng như vậy. Thì, thị trường chung thì khi mà thì anh chị thấy là thị trường nó giảm một cái đồng xuống. Nó giảm một cái đồng xuống và thị trường nó tăng liên tiếp mà tầm khoảng 6 phiên như thế này. Thì cái việc mà thị trường nó chẩn lại để cho người ta nó tức là để cho những chị nào sợ quanh cái vùng đỉnh cũ á. Nếu anh chị nào theo dõi nhiều những cái room á là anh chị có thấy là à, là anh chị ơi, thị trường nó về là cái vùng 1240 rồi anh chị chốt bớt đi anh chị. thì khi mà thị trường nó chẩn lại như này á, là để loại bỏ những anh chị nhà tư chốt bớt đó. Tức là những anh chị anh chị nhà tư ngắn hạn đó anh chị hình dung không Ở đó. chứ ví dụ thị trường nó tăng hoài làm gì anh chị bán mà thị trường nó phải rung lắc thì rung lắc thì nó sẽ làm loại bỏ những chị nhà đầu tư anh chị đánh hàng thì lúc đó thì nó sẽ giúp cho thị trường nó có một sự hấp thụ tốt hơn và sau đó thị trường nó sẽ đi lên đó rồi thì anh chị phải luôn ghi nhớ một cái điểm em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều như này nha một khi mà thị trường nó đã chỉnh rồi và nó đã xác nhận đi lên á thì khi mà thị trường đi lên á nó nó sẽ không có chỉnh ngay anh chị phải luôn ghi nhớ một cái điểm này khi mà thị trường nó đã xác nhận đi lên rồi là thị trường nó sẽ không chỉnh ngay mà thị trường nó phải đi lên 3 tuần một tháng hoặc có thể là một tháng rưỡi lên trên này thì nó mới chỉnh rồi cái điểm thứ hai anh chị lưu là nếu mà thị trường nó có xảy ra những cái biến động mạnh và nó có thể xảy ra những cái biến động lớn thì thị trường nó phải cách xa cái vùng đỉnh cũ này anh chị hình dung không tức là sao ví dụ khi mà thị trường á đây ví dụ như là khi mà thị trường mà nó muốn em ví dụ như là ví dụ như là em ví dụ khi mà thị trường nó chỉnh cái nhịp này Đấy, à, ví dụ khi mà thị trường nó chỉnh cái nhịp này đúng không thì anh chị là khi mà thị trường nó chỉnh nhịp này mà đi lên nó về cái vùng đỉnh cũ á thì nó có gãy năng là nó nó có xảy ra điều điều, điều chỉnh không gì nó muốn nó muốn chỉnh á thì nó phải vượt qua cái cản này Đó, nó phải vượt qua nó phải vượt qua cái vùng tức là cái vùng đỉnh của một cái nhịp điều chỉnh trước. thì nó phải chạy một đoạn cách xa này là nó mới chỉnh hay là ví dụ cái nhịp chỉnh này là thị trường nó chỉnh đúng không thì khi mà nó về cái vùng này anh chị là nó có xảy ra điều chỉnh ngay không vậy làm gì có mà nó phải chạy cách xa cái đỉnh này một đoạn là nó mới chỉnh đó. hay ví dụ như khi mà thị trường này nó có một cái nhịp biến động nó rủ thì anh chị nói, ví dụ khi mà thị trường nó về vùng này nó có chỉnh ngay không, không. mà nó phải, mà phải vượt qua cái vùng đỉnh cũ này anh chị hiểu không tức là sao tức là một khi mà thị trường này đã vừa chỉnh mà thị trường đi lên á thì thị trường nó có muốn chỉnh nó có muốn gãy gì đó thì nó phải qua được cái vùng điều chỉnh gọi là qua được cái vùng đỉnh của cái nhịp điều chỉnh trước tức là nó phải qua cái đoạn một nghìn một cái khoảng xa anh chị hiểu vì sao không là bởi vì á khi mà thị trường nó chỉnh xong đi lên á thì người ta sẽ neo cái mốc này là cái mốc kháng cự đó mà anh chị nghĩ này một cái vùng mà nhà đầu tư cá nhân á người ta coi là kháng cự á thì anh chị nghĩ là thị trường nó phân phối ở cái vùng nào làm gì có thị trường nó chỉ phân phối hay là thị trường nó chỉ biến động khi một vùng mà nhà đầu tư người ta không có thấy kháng cự nào nữa mà nó phải vượt qua cái vùng kháng cự đó mà người ta sẽ phải lao và người ta mua người ta nó vượt đỉnh là nếu mà thị trường nó chạy xa cái đoạn đó thì thị trường nó mới có những cái nhịp điều chỉnh có ví dụ sau này thị trường nó có chạy nó rút hay không thì em không nói thì từ từ mình tính tiếp nhưng mà để mà thị trường nó có những cái biến động mạnh gọi là những cái nhịp gọi là em gọi là một cái nhịp chỉnh hoặc là một cái nhịp phân phối thì thị trường nó không có thể biến động qua cái vùng này được ok đó đó là cái góc nhìn về cái mặt về về tự nhiên mà anh chị có thể nắm qua đó thì đó là góc nhìn đầu tiên rồi cái góc nhìn thứ hai á mà anh chị lưu là anh chị đừng có sợ thị trường trong nhịp này á là hôm bữa thì em có nói rất là kỹ với nhiều anh chị khách hàng em đây em nó có nói một cái điểm nếu chị có ở trong room khách hàng thì anh chị đây một hai bốn mươi đó tức làm có nói với anh chị một cái điểm đây là một cái điểm là một cái kinh nghiệm cá nhân của em là là gì là với xung lực hiện tại của những cái cổ phiếu chứng khoán ví dụ như FTS, BSI, VND, SI, HCM từ nền đã cách một cái khoảng đủ dài thì nếu mà thì nhịp thị trường sắp tới mà nó có muốn chạy hay phân phối thì nó phải chạy cách vùng một hai bốn một khoảng thì mới có thể biến động anh chị hiểu anh chị hiểu cái này là vì sao là bởi vì cái nhóm chứng khoán là một cái nhóm leader mà cái nhóm leader á, mà nó chạy như này đây cái vùng đỉnh cũ đây fcs này cái vùng đỉnh cũ đây anh không hoặc là những cái mặt cổ phiếu như sri này cái vùng đỉnh cũ đây nó chạy, đã chạy một cái khoảng rất là xa rồi thì khi mà những cái mặt cổ phiếu nó mang dạng về leader mà nó chạy một cái khoảng xa như vậy á thì cái quá trình mà cái mặt cổ phiếu nó phân phối nó phải tức là nó phải chạy nữa anh chị hiểu chưa tức là một khi mà những cái mặt cổ phiếu leader mà nó đã, nó đã chạy cách xa đỉnh thì nếu mà thị trường nó có muốn phân phối Ờ, tức là nếu mà thị trường nó có muốn phân phối ấy, thì nó phải kề dậy, cách xa cái vùng đỉnh trước của nó đó, bởi vì cái xung lực của những cái mã cổ phiếu theo dạng về leader thì nó đã chạy rất là xa cái vùng đỉnh cũ rồi anh chị hình chưa không đó thì đó là cái góc nhìn về thứ nhất là về cái góc nhìn về kỹ thuật về cái góc nhìn về vận động và cái thứ hai là góc nhìn về những cái cổ phiếu leader đó nên là với thị trường hiện tại em đánh giá với anh chị là thị trường nó vẫn còn rất là vô tư em nói với anh chị là thị trường nó vô tư đi. em nói với, anh chị, là nó đi. Em nói với anh chị là thị trường sắp tới nó vô tư đi lên anh chị đừng tức là cái niềm này để nói mà thị trường mà nó nó gọi nó... là cái sớm hay không á anh chị nói thật ra nếu mà chị mua sớm á, là chị mua trong cái đoạn này là chị vẫn mua sớm được ông chung mà, mua trong cái đoạn này gọi là mua ok nhưng mà chị luôn, nếu mà sắp tới anh chị mua nè nó vẫn ô oh, nó vẫn vô tư nó chỉ chậm hơn những người mà mua sớm thôi ví dụ như rơm em thì em đã mua xong trong những cái phiên trước lại rồi à, anh chị nào ở trong rơm cái hàng chị biết nhưng mà anh chị luôn là sắp tới mà thị trường á mà nó nó quanh cái vùng này anh chị mua vẫn vô tư bởi vì sao bởi vì nếu mà thị trường nó cũng nó cũng sập nó cũng biến động thì nó phải chạy cách xa cái vùng này này đã thêm phân tích kỹ với anh chị vấn đề về thị trường như vậy á để anh chị thoải mái chứ nhiều lúc em thấy là nhiều lúc anh chị biết nhiều quá tức là anh chị biết cái này cái kia nhiều quá anh chị biết vĩ mô rồi anh chị nói tỷ giá tăng rồi anh chị nói tầm lum thứ trên đời nhiều lúc anh chị bị mệt tức là anh chị đầu tư không được đâu anh chị anh chị biết cái gì anh chị biết một cái thôi ok đó thì đó là cái góc nhìn của thị trường tại Nếu nên là chị luôn là về cái góc nhìn về cái nhịp tăng này anh chị lưu ý là thị trường nó còn thoải mái đi lên anh chị đừng có lo nhé anh chị cứ thoải mái đi lên nói chung là anh chị nào vô vị thế tốt rồi nói chung là cứ tắt áp đi đã cứ theo dõi cái video cũng đạt đường anh nhìn thị trường anh chị nào nhìn thị trường không là anh chị hàng nè gọi là gọi là tôi chịu <laughs> ok đó rồi thì với cái góc nhìn như vậy á thì chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường nó sẽ chuẩn qua cái vùng này một đoạn thì em nghĩ là anh chị lúc này em thì em không kỳ vọng thị trường lên nha đó, nói chung anh em nói gì nè thị trường mà nó tích lũy từ từ á thì cái cổ phiếu nó sẽ luôn phiên đi lên chứ sau này anh chị lúa mà thị trường mà nó kéo nhanh nha làm nó gì là toàn, toàn toàn toàn, tụi ngân hàng rồi tụi trụ nó kéo mà đó nên là thị trường nó cứ lù 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 và anh chị thấy là cái nhịp rồi tầm khoảng hai ba phiên rồi thị trường nó chuẩn anh chị thấy có rất nhiều những cái mạng cổ phiếu nó nổ không đó nên là nhiều lúc anh chị đừng có mong là thị trường lên nhanh mà thì trường nó cứ lù 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 như vậy là em nói với chị là anh chị vô tư như đó Ok, đó thì đó là với góc nhìn của thị trường hiện tại. Rồi thì em sẽ phân tích kỹ này, em sẽ phân tích kỹ cái điều này nha. Là trong tuần sau á là nhiều tức là anh chị biết là cái thời điểm nào mà thị trường nó bứt, tức là thị trường nó biến động. ở à, và thị trường nó bứt được cái đỉnh này. Là cái điểm đầu tiên anh chị theo dõi giúp em á, anh chị đừng có quan tâm về cái mặt điểm số. Anh chị đừng có quan tâm là ở 1 2 30 rồi một hai 2 40 làm gì hết, mà anh chị quan tâm cái điểm duy nhất giúp em á là cái việc thị trường nó có bứt được cái đỉnh và nó bước vào cái pha chạy phía sau hay không á anh chị nhìn về cái mặt thanh khoản với em. cái thanh khoản là cái quan trọng nhất nếu anh chị nào mà có có ở có ở trong cái 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 room khách hàng của em á khi mà em phân tích và em nhìn trong phiên nha em nói rất nhiều về thanh khoản khi mà em nhìn thanh khoản và em nhìn vận động nha làm biết là phiên chiều hồi nãy tăng hay giảm liền ví dụ như cái phiên này nếu anh chị ở trong room khách hàng á lúc mà thị trường nó tầm khoảng hai một hai 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 một hai hai bốn em nói với anh chị là buổi chiều sẽ rất có sẽ có rất nhiều những cái cổ phiếu nó giảm sàn lúc đó chỉ tầm khoảng là chín giờ năm sáng thôi em nói buổi chiều sẽ rất có nhiều cổ phiếu làm sao? thì đó là cái kinh nghiệm nếu anh chị nào trải qua những cái nhiều chu kỳ và nhiều năm đầu tư trên thị trường á là anh chị mới biết những điều đó. đó hay là với cái phiên này nè cái phiên này nếu chị ở trong rung cái hàng thì em có nói với chị là với cái mặt này á thì nó không đủ tức là nó không đủ về cái mặt thanh khoản thôi em có nói ở buổi sáng tức là em có nói với chị là nó không đủ về cái mặt thanh khoản thôi nó không đủ về cái mặt về cái thanh khoản cho cái phiên xác nhận nhưng mà gì nhưng mà gì cái sự lan tỏa là đủ và có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã có những cái điểm nổ trong những cái phiên như này thì đánh giá là thị trường nó sẽ không có test lại cái đấy hay. Đây này hãm bưởng của nó chỉ là vào ngày. Đây. Đây vậy. Đó. Anh chị đợi một xíu à? Đó, thì hôm ngày 20, 29 tháng 8 mươi 29 tháng 8 thì em có nói với chị là Cái giả dạ sử phiên hôm qua nó đã là cái phiên xác nhận rồi Nhưng mà sao? Nhưng mà nó chỉ không đạt về khối lượng thôi Đó, thì em có nói với chị là hôm ngày Đây này, này đó, tức là cái viết cái bản tin đó Thì em có nói là cái phiên này nó đã là cái phiên xác nhận rồi đó, Nhưng mà nó không đủ về khối lượng Tức là về cái mặt, về cái cái cái, cái cái, cái tức là về cái mặt vận động á là đúng rồi nhưng mà nó chỉ không đạt về khối lượng đó với lại một cái điểm á thì nếu chị để để kỹ về cái phiên này và cái phiên ngày 29 tháng 8 á rất nhiều những cái cổ phiếu chứng khoán đã vượt nó đã vượt đỉnh rồi À, thì như vậy mình có thể là coi cái phiên là cái phiên xác nhận và em có nói với chị là hôm bữa em có nói với chị là khi để mà khi mà một thị trường mà nó test lại cái vùng đây em có nói với chị nào vào ngày 30 tháng 8 30 tháng 8 tức là anh chị nếu anh chị nào có để cởi nha là vào khi mà thị trường nó có những cái phiên đi lên như vậy á thì rất nhiều room là nói là thị trường nó sẽ test lại cái vùng là 1180 tức là thị trường nó sẽ test lại cái vùng đấy hai bên dưới này đúng không nhưng mà hôm bữa em có nói với chị một cái điểm đó là gì đó là nếu mà với vận động hiện tại của nhóm lít bởi vì em chỉ lúc là khi mà anh nhìn thị trường nha em sẽ nhìn những cái con lick ví dụ như là em nhìn thằng thằng ấy đây này em sẽ nhìn thằng gì thằng dgc anh chị hình dung không bởi vì sao bởi vì đó là những cái mã cổ phiếu theo dạng lít thị trường và lít những cái mã cổ phiếu gọi là dòng luôn thì anh chị luôn là nếu mà thị trường như thế này á ví dụ như anh chị anh chị để cậy ví dụ như là ví dụ thằng dgc đang đi lên như thế này hoặc là những cái mã cổ phiếu s nó đang đi lên như thế này mà giả sử đi nha mà thị trường nó test lại cái đấy hai á mà nó xuống này đây thì hàng SSI nó sẽ gãy về lại dưới này liền thì khi đó là thị trường gì là nó sẽ gãy luôn chứ không phải là gì chứ không phải là thị trường nó nó đáy hai nữa anh chị hình dung không Đã, thì em có nói với chị là là với vận động hiện tại của nhiều nhóm lít nha là cái khả năng thị trường Tết lại đáy hai vùng một nghìn một nghìn một 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 sáu mươi một bảy mươi gần như là rất thấp nếu mà về vùng này là gãy luôn chứ không phải đáy hai nữa bởi vì nếu mà nó gãy á tức là nếu mà nó về một một sáu mươi á là rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó sẽ mất cái đà phục hồi của nó ok đó thì đó là cái kinh nghiệm tức là hôm bữa thì em có nói với chị về cái về cái vấn đề đó đó là về cái góc nhìn về thị trường rồi thì với cái góc nhìn hiện tại như vậy về thị trường á thì anh chị lưu là thị trường nó đã nó đã đi lên và nó đã có sống rồi thì khi mà thị trường nó đã có sống á thì anh chị lưu là, là cái vấn đề về cái mặt về thanh khoản Nào, tức là khi mà thị trường nó chuẩn qua cái vùng này thì để mà thị trường nó có bứt lên được hay không á thì anh chị theo dõi kỹ cái mức về thanh khoản với em bởi vì cái góc nhìn về thanh khoản là một cái góc nhìn em nghĩ là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm á tức là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm và nhiều lúc là nhiều, nhiều lúc là anh chị anh chị có để kỹ là nếu chị nào ở trong room khách hàng của em á thì anh chị có để kỹ là em có hay tức là ở trong phiên nha ở trong phiên ví dụ em, em chat lúc tầm khoảng 10 giờ sáng hoặc là ví dụ như tầm khoảng là 11 giờ hoặc là hết phiên sáng hoặc là ví dụ tầm khoảng là một giờ rưỡi chiều á thì em nói em nói với anh chị là em rất là hay nói về khối lượng bởi vì sao bởi vì cái khối lượng nó sẽ bị hiện cho gì tức là nó sẽ bị hiện cho cái cung cầu và cái hành vi của tổ chức anh tức là cái khối lượng nó sẽ biết để cho mình là ở cái vùng đó là cái cung ngầu đang như thế nào nó có tạo ra sự hỗn loạn hay không và tổ chức nó có cái hiện tượng phân phối hay là ví dụ nó đang nó đang rũ bỏ hay là nó như thế nào thì cái khối lượng nó có đó là một cái điểm rất là quan trọng. Thì hồi nãy đang nói dở là nếu mà thị trường nó vận động qua cái vùng này á thì cái điểm mà chỉ cần theo dõi là gì là thanh khoản của thị trường nó thấp chừng nào thì cái thời gian đi lên nó sẽ nhanh chừng đó. À ok, đã nói những chỉ cần nghĩ nhớ. Khi mà thị trường trăm 1240 nha, là thanh khoản thị trường á, nó ít biến nó gọi là nó ít biến động chừng nào nó càng thấp chừng nào thì cái thời gian đi lên của thị trường nó sẽ càng nhanh chừng đó tức là gì tức là ví dụ như trong tuần sau đây đó, ví dụ trong tuần sau hoặc là trong nhận tới mà anh chị có thấy là thanh khoản của thị trường nha nó cứ quanh tầm khoảng là 800 triệu đến 900 triệu cổ phiếu một ngày á nó cứ quanh qua cái đoạn này này tức là quanh ở cái mức trung bình quanh cái đường mũ cam á quanh quanh cái đoạn đó làm chị lưu ý là thị trường nó chuẩn tầm khoảng vài cây là nó sẽ bước được cái đỉnh này liền đó, còn nếu mà thị trường nó có dao động lớn hơn á thì cái thời gian của thị trường nó sẽ chuẩn lâu hơn nó chuẩn đến chừng nào mà thanh khoản nó thấp lại là nó mới bước lên được anh không bởi vì sao bởi vì nếu mà thanh khoản nó bị dao động tức là mấy người kẹp hàng bên này, này à, là nó bán xuống mà bán xuống ví dụ mình ví dụ như là ví dụ nó vẫn còn bán tức là nó vẫn bị bị dao động mà ví dụ kéo lên là ngu cho mình gọi là ngu diện lá nó kéo lên bởi vì sao bởi vì nó đang bị dao động tức là mấy thằng nó mua nó đang nó đang bán ra tức là, là cung nó nhiều thì mấy lái nó ờ à, là ví dụ tụi mày đang bán đúng không là tao tao rủ tiếp à, tao rủ mà chừng nào tụi mày bán xong tức là gì tức là thanh khoản nó thấp xuống thì nó mới kéo lên rồi đó thì đó là cái biểu hiện của gì của sự hấp thụ nếu là trong cái tới đó anh chị đừng có quan tâm về cái mặt điểm số là gì chứ mày mày cái đầu anh chị chỉ quan quan tâm là gì thanh khoản của thị trường đó. nó thấp chừng nào nó biến động thấp chừng nào là cái khả năng thị trường nó kéo với nhiều phía sau nó sẽ càng nhanh chừng đó ok đã thì anh chị cái với thị trường thì anh chị chỉ cần quan tâm cái điểm đó thôi còn sau này thị trường nó kéo đoạn sau thì em sẽ phân tích với anh chị sau đó. nên mà nhưng mà trong tuần sau là chị chỉ cần quan tâm là về cái mặt thanh khoản của thị trường rồi right. ok rồi right. thì anh chị chỉ cần theo dõi như vậy là được đã nói chung tóm gọn là với thị trường tại này là thị trường đang rất là an toàn đang về tết định các cái dòng cổ phiếu nó đã đi lên hết rồi anh chị nhìn anh b, bây giờ hỏi với anh chị nha anh chị nhìn thì luôn á anh chị có thấy dòng nào nó xấu không không nói đến những cái mà cổ phiếu thời gian lít đời nha anh chị thấy những cái mà cổ phiếu nó lên sau á nó có xấu không thép lên sau nó vẫn đẹp khu công nghiệp lên sau vẫn mạnh cảng biển lên sau nó chạy mầm anh chị thấy cái dòng nào nó xấu không làm gì có dòng nào nó xấu còn những cái mà cổ phiếu lít đời thì mạnh thì em nói rồi đó thế với thị trường như vậy mà mang mạnh, mạnh, mạnh như vậy nó như vậy đó, là thị trường nó phải an toàn chứ sao chứ làm sao mà nó rủ ra được ok đó thứ nhất là thị trường nó nó vừa chỉnh xong thì nó phải đi lên một đoạn cái thứ hai là thanh khoản của thị trường tức là thanh khoản thị trường như này chưa cao đâu thanh khoản mà thị trường vùng đỉnh nó phải tạo đồn tạo đồn lên thì mới là sắp tới khi mà thị trường nó tạo đỉnh nó phải tầm khoảng 35-40 ngàn tỷ là nó mới tạo đỉnh cao trào ok ha chứ thị trường mà anh chị thấy cứ về kháng cự anh chị em chốt lời đi thị trường như này còn, còn lâu nó mới đỉnh <laughs> ok rồi nên là trong thùng sau thì anh chị theo dõi là cái việc về cái mặt thanh khoản của thị trường để anh chị dự đoán được thị trường nó, nó đi lên được sớm hay không nhưng mà đánh giá của anh chị là cái việc mà anh chị dự đoán được thị trường đi lên được sớm hay không nó nhiều lúc nó cũng không có ý nghĩa vậy tức là nhiều lúc anh chị nhìn phân tích nhiều lúc anh chị biết nhiều quá đó. tức là anh chị chỉ cần quan tâm là thị trường nó có để an toàn để mình múc hay không thị trường nó có rủi ra để mình bán cổ phiếu hay không thì ví dụ như thị trường an toàn để mình mua là mình lao vô mình mua phân tích cổ phiếu để mình mua còn ví dụ như sau này khi mà thị trường nó rủ ra để mình bán là mình sẽ bán thôi còn khi mà thị trường nó đã cắt trên rồi và thị trường nó an toàn để mua rồi thì cứ tập trung vào cổ phiếu anh chị hình cái điều này không đã chứ anh chị đừng có phân tích điểm số gì cho nó mệt ví dụ hôm bữa em thấy là thị trường nó mới đi lên nè ví dụ em thấy là đi lên mới một hai cây là em thấy là nhiều rơm này nó hô bán nhiều room này ví dụ uh, anh chị ơi thị trường nó chạm kháng cự một hai hai anh chị bán đi bán đi làm sao chị mua lại đó và sắp tới mình nghĩ là vùng này nhiều anh chị cũng, cũng sẽ bán bớt mà. bán bớt nó vậy nha sau này mà thị trường nó kéo nó đốt á đố anh chị mua lại được á. anh chị chỉ còn đu giá cao mà nhiều lúc đu, giá cao nha nhiều lúc là cũng đu ngay đỉnh <laughs> ok rồi thì đó là cái góc nhìn của thị trường trong những trong tuần sau em chia sẻ rất là kỹ đó, thì với góc nhìn về thị trường thì đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của em á. Đó, không 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 có nhiều kênh chia sẻ với anh chị về cái vấn đề này. đó và anh anh chị lũ là uh, với cái góc nhìn tức là với nếu mà anh chị nào muốn đầu tư tốt nha là anh chị phải nhìn được khối lượng. Nói chung là nhiều lúc cái kháng cự hỗ trợ là nó chỉ là một phần thôi nhưng mà cái anh chị phải nhìn được cái khối lượng của thị trường nó mới là cái hay. Đó, nhìn giá nó chỉ là một phần nhưng mà nhìn cái khối lượng đó mới là cái đẳng cấp. Đó, nên là trong tuần sau thì anh chị lưu ý cái 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 vấn đề về khối lượng như vậy. đó, còn nếu như nào muốn đồng hành cùng anh trong trong khách hàng đó, thì qua mỗi phiên thì về cái mặt vận động đó, là em sẽ cập nhật trong khách hàng đó thì nếu như là muốn bơm oxy muốn mặt vận động của thị trường nó biến động như nào á thì cứ tham gia trong khách hàng của em đó bởi vì ví dụ như anh chị nào ở trong room khách hàng chị biết ví dụ như thị trường nha nó vận động như thế nào á đó. đó ví dụ như là thị trường em nói với chị này thanh khoản ví dụ như là buổi buổi ngày thứ sáu em nói với chị này ngày hôm nay chỉ đề trụ với đề ngân hàng thôi đó thanh khoản vẫn thấp ở quanh đỉnh cũ này thì vô tư đi lên đó và buổi trưa em cũng có nói với chị này Đó, ví dụ trong những ngày vừa qua thì em có nói với chị rất là rất là nhiều những cái rất là nhiều những cái cái là thị trường nó yên tâm mà đi lên. Đó, thì em có nói với chị là cái ví dụ một số những cái mã cổ phiếu. Đó, ví dụ như một số những cái mã cổ phiếu em có nói với chị là đạt không muốn nói quá nhiều về thị trường khi thị trường vừa mới đi lên. Bởi vì sao? Bởi vì năm bởi vì em có nói với chị là những tức là khi mà em nói quá nhiều về thị trường về cái mặt kháng cự á, về cái mặt kháng cự ví dụ em nói ờ à, anh chị ơi thị trường nó có kháng cự là 1240 thì em thấy là nhiều anh chị sợ là bởi vì anh chị nêu cái móc làm cái náo là anh chị sợ về anh chị bán hết à. nên em có nói thì là nhiều lúc em cũng không muốn nói với anh chị là là về thị trường quá nhiều bởi vì nếu em nói nhiều thị trường ví dụ kháng cờ cái kiểu đó, là là anh chị hay bán sớm cổ phiếu bởi vì nếu như ở trong rơm cái nhiều rồi anh chị biết là với những cái cổ phiếu mua từ nền những cái mà cổ phiếu động rồi em mua từ nền đó mà chứng khoán rồi cái gì bán lẻ rồi những cái cổ phiếu như là nhóm hóa chất cũng được em cũng mua từ nền đó thì một khi đã bán rồi thì không có mua lại được à, không có mua lại được anh chị à, nên là ví dụ như trong phiên thì vào những cái vào những cái buổi chiều á Tại vì dụ vào những cái buổi chiều anh chị em có nói với gì là khi mà thị trường mà nó à, khi mà thị trường nó rung lắc tác và đỉnh cũ thì nó sẽ chẩn lại một thời gian à, nhưng mà thanh khoản của các cái mã cổ phiếu nó vẫn rất là thấp ok đó thì khi mà em, em cập nhật với một người thì em hãy nhìn về cái mặt thanh khoản ấy. đó thì sắp tới thì anh chị nào ở trong một cái hàng ấy, thì em sẽ cập nhật về cái mặt thanh khoản cũng là cái biến động ra thị trường rồi thì đó là góc nhìn về thị trường để anh chị nắm qua rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính của cái uh, cái video ngày hôm nay luôn đó làm sẽ lên cho anh chị một cái danh mục uh, sang điểm nổ à, thì trước tiên á đầu tiên nha thì uh, trước khi mà chúng ta, ta nói về cái vấn đề về cổ phiếu đó một quá đầu tiên thì mình nói cái gì nè là um, với cái dạng này mà chị mua anh chị lúc là những cái chị nhào tư tê cộng thì anh chị không có phù hợp với kênh em đâu nha em thì em không có đánh lúc đó và ví dụ như em có đánh thì anh chỉ đánh tầm khoảng 30 trăm em nói với chị ví dụ trong dịp này á anh chị có thể đánh, anh chị có thể, có thể đánh cuốn chiếu có thể đánh cuốn chiếu nhưng mà ví dụ anh chị tự động đi anh, anh chị đánh cuốn chiếu thì tầm khoảng 30 trăm vốn thôi, em thì cái thấy mạnh của em làm đánh trang à, em đánh sống em trang tức là những cái mà cổ phiếu mà em, em đã nắm em nó tới chết thôi đó, ví dụ em em ăn 10 em nhả lại 3 cũng được, còn 7 cũng được. Em ăn 10 em nhả lại 2 cũng được, nhưng mà sao nhưng mà nó chết thôi. Đó. thì với những cái mã cổ phiếu theo dạng và đến trên đó, em nói cái gì nha? Với những cái điểm mua gọi là điểm mua đúng không? Cái điểm mua và theo dạng và đến trên đó thì đến cái đoạn này này là tất cả các cái mã cổ phiếu đó anh chị mua bị chậm. Mua bị chậm nha anh chị. Ví dụ khi mà anh chị muốn mua đến trên thì anh chị phải mua những cái mã cổ phiếu, ví dụ như HCM là anh chị phải mua từ này này. mua điểm cuối là mua điểm này hoặc là ví dụ như là gì VND là anh chị phải mua những này mua gia tăng là mua những những cái phi như này hoặc là ví dụ như thằng gì VCI mua từ nền này và mua những điểm gia tăng như này hoặc là ví dụ như thằng gì thằng FCS mua từ nền và đánh những điểm gia tăng như này tức là gì tức là mua vị thế ở nền và đánh những điểm gia tăng là điểm nổ thì những cái vị thế như vậy thì anh chị bây giờ anh chị nhìn nha. rất nhiều những cái mà cổ phiếu chứng khoán nó không có những điểm mua điểm mua chọn đó. đó và anh chị nó ở trong khách hàng anh chị biết cái nhịp rồi này đó, tức là cái nhịp rồi thì với những cái mặt cổ phiếu tức là với những cái với những cái mặt cổ phiếu em đã cho mua rất là sớm Đây mua sớm này đây mua sớm em có nói với chị là ngày 25 tháng 8 25 tháng 8 thì em nói sáng qua tức là ngày 25 em nói là sáng qua tức là em cho anh chị mua sớm vào ngày bao nhiêu là ngày 24 mà anh chị nói em nói với anh chị nha khi mà thị trường nó vào ngày 24 á qua đoạn này này và những cái này là thị trường anh chị anh chị thấy lên thị trường ai cái dám mua em thấy là mua theo dạng bắt 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 đáy thôi nhưng mà em nói gì là cái điểm mua này là điểm mua em đánh sóng tức là những điểm mua trong vùng này là những điểm mua em sẽ đánh sóng anh chị thấy không đó. và anh chị em nói gì là với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán đó. Đó. em nói là ngày 24 là muốn nói kể với những cái mặt cổ phiếu dòng dòng chứng khoán đó. thì em có nói với anh chị đây Đây Đây, ngày 23. Ngày 23 tháng 8 vào lúc buổi chiều ngày 23. Ngày 23 là thị trường nó đang ở chỗ này. Đó, đó, đang vào những cái phiên như này như vậy. Làm có đó với chị là nhóm chứng khoán và bán lẻ là ổn nhất. Đó và những cái mã cổ phiếu bón sẵn thì em thấy anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu đây là tức là những cái mã cổ phiếu khỏe em đều lọc ra. Và anh chị thấy là đây là đều là những cái mã cổ phiếu nó khỏe, nhưng mà gọi là theo tính dòng á, tính dòng thì chứng khoán và nhóm bán lẻ là ổn nhất. Đó và có thêm một số những cái mã cổ phiếu dòng dòng phân bón, dòng phân bón và lại dòng hỗ chất. Đó, thì với những cái mã cổ phiếu như là bán những cái mã cổ phiếu như chứng khoán bán lẻ thì em lại cho mua rất là nhiều ví dụ như FRT và DCO này đang về FRT và DCO thì em thì em đã mua từ những cái ngày đây đó em đã mua những cái ngày như là nhóm ví dụ như là ngày 24 này đó ngày 24 đó ngày 24 là cho mua này đó và mua cho ví dụ ngày 24 này ngày 25 này đó ngày 24 25 hoặc là anh chị những chị vào sau này những chị vào sau vào ngày 28 thì em vẫn bán mua những cái mã cổ phiếu như PET FRT đó xin lỗi về những cái mã cổ phiếu như PET hoặc là DCO này tức, là khi mà chị mua vào những cái những cái những cái ngày là tầm khoảng ngày 23 ngày 24 á thì những cái điểm mua này bảo và những cái điểm phía sau này là anh chị mua thêm hoặc là chị mua trẻ cũng được. Đó thì đó là những cái điểm mua ở này. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như DGC này, đó DGC thì những cái điểm mua ở này, hoặc là điểm mua cuối là điểm mua này. Hoặc là những cái mã cổ phiếu dòng phân bón cũng có nhiều những cái mã cổ phiếu ở này, ví dụ những cái mã cổ phiếu như BFC hoặc là những cái mã cổ phiếu như LAT thì cũng đã đều cho mua những điểm mua rất ở nền hết rồi. Và đã xong những cái vị thế giai đoạn ở tức là đã vào những cái vị thế rất là tốt. Đó, thì anh chị lúc là đó là những cái mã cổ phiếu về dạng đó thì giờ về dạng về dạng lít cái nhịp này á, thì em thấy là cái nhóm lít trước tức là cái nhóm cái nhóm lít thị trường á, nó vẫn là cái nhóm chứng khoán đó thì em có nói với chị là cái điểm mua gọi là cái điểm mua mua đúng nha cái điểm mua đúng thì em thấy là rất, tất cả các cái mã cổ phiếu chứng khoán á, nó đã quá điểm mua đó rồi đó nên là hồi nãy đang em đang nói dở một cái vấn đề là gì là với những chị nào điểm mua theo dạng về đánh sóng tức là điểm mua theo dạng về theo trend và nắm giữ mà anh chị muốn cái vị thế tốt á, thì nó sẽ không còn đó, anh chị nói chung là trong cái video ngày hôm nay thì anh chị lưu cái điểm giúp em là em nói thẳng luôn. Bởi vì em thì tính em thì em nói thẳng. Ví dụ như gì? Là cái nhiệm này em nói anh chị mua đi. Là em nói là ok là anh chị phải múc, phải mua liền. Còn ví dụ như khi mà thị trường lên cho này, những cái mặt cổ phiếu nào có điểm mua làm em sẽ xin lỗi chị, những cái mặt cổ phiếu nào em nói em gọi là cái điểm mua nó không còn đẹp nữa. Thì em sẽ nói thẳng chứ không phải là như các cái video khác. Ví dụ anh chị thấy ví dụ như trong các video khác ở dưới này chơi lên chơi xuống nói thị trường sập các kiểu. Đó, đâu em anh chị thấy đâu, anh, đâu ai đâu ai báo mua đâu nhưng mà lên này là khen những cái mã cổ phiếu đẹp các kiểu anh chị thấy đúng không mà dưới này thì các chị các em nói thôi và khi mà thị trường đi lên là em chẳng mua rất là nhiều đó, nên là anh chị luôn nào với giờ hiện tại và nếu chị nào gọi là cái điểm mua mà anh chị mua theo dạng về nắm giữ Rồi là nắm theo trên gọi là đánh sóng thì em nói thẳng với anh chị luôn cái là cái nhịp này anh chị đã bị trễ rồi à không gọi là khỏi, là dùng từ trễ gọi là dùng từ chậm dùng từ chậm đi đã dùng từ chậm ví dụ anh chị là ví dụ bây giờ anh chị mua những cái mặt cổ phiếu SSI là nó chậm hoặc là những cái mặt cổ phiếu như FTS thì khỏi nói là những cái mặt cổ phiếu gần gần đây ví dụ như visa cũng chậm này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như vnd là cũng dặn chậm này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như HCM là dặn chậm này đây là những cái mặt cổ phiếu dặn nó đi chậm trong nhóm ngành chứng khoán nhưng mà cái điểm mua cũng anh chị nếu bây giờ anh chị mua nha là cũng là những cái điểm mua chậm rồi bởi vì những cái điểm mua đúng là những điểm mua thường nền và thoát là những cái điểm như thế này ok đó thì đã nói thẳng luôn là với những cái điểm mua theo dạng và đến sống á, hiện tại là anh chị đã mua bị trễ rồi đó. nhưng nhưng anh chị ha nhưng em vẫn muốn cho anh chị những cái điểm mua trễ xin lỗi chị những cái điểm mua chậm những cái điểm mua chạm thì em đánh giá là trong tuần sau nếu anh chị nào mà vẫn muốn có những cái mã cổ phiếu chứng khoán để đánh sóng thì em đánh giá là với giờ hiện tại vẫn có rất nhiều những cái cổ phiếu cho anh chị cái điểm mua chậm. Rồi bây giờ em sẽ giải thích, thích luôn vì sao em lại dùng từ chậm và em và em không gọi là dùng từ trẻ. Chậm. Đây, nhiều chị hỏi là vì sao dùng từ chậm nhưng mà không dùng từ trẻ Thì mà nói gì này? Những điểm này chậm nhưng không trễ. Chậm là gì? Chậm, em nói là những chị vào room muộn nha. Còn room em thì đã vào xong hết rồi. Và vào xong từ trước lại rồi. Thì em nói nha, những điểm này chậm nhưng mà không trễ. Chậm là chậm so với điểm mua từ nền. Nhưng trễ là không trễ vì gì? Là vì thường thị trường nó vẫn còn quanh là đỉnh cũ. Tức là chậm là chậm so với điểm mua của cái cổ phiếu nọ nền Chậm là chậm so với những cái điểm mua cái cổ phiếu nọ này và những điểm nổ nhưng mà gì nhưng chưa trễ là bởi vì bởi vì thị trường nó vẫn còn quanh ở đỉnh cũ mà thị trường nó vẫn còn quanh đỉnh cũ là còn vô tư nó chạy vô tư nó chạy chứ tức là thị trường nó vẫn còn động một đoạn phía sau nó dùng dần như vậy đó nhưng mà sau, sau này nó sẽ chạy tiếp thì sao tiền có nói gì này là nó chậm so với cái điểm mua từ này nhưng không trễ bởi vì thị trường nó vẫn còn ở quanh đỉnh cũ và sẽ còn kéo ở một cái nhịp ở phía sau đó. vì vào chậm nên là anh chị chỉ nên mua một điểm thôi đó, và không gia tăng mua dần phía sau bởi vì anh chị vào chậm mà vào chậm thì anh chị phải mua nó tức là phải mua nó tốc độ hơn anh à, dạ, 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 dạ. rồi thì đây là à, tức là nói góc nhìn rõ ràng như vậy á đợi sau này ví dụ như là nhiều anh chị nói là ờ à, sao mà ở dưới đạt năm trăm mua lên trên cho mua khổ <laughs> à, em nói với anh chị những anh chị nào vào sau nha ok rồi thì với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán đó, thì đầu tiên á là anh chị phải xem được là cái ngành của nó là dòng chứng là dòng cái dòng lít nãy dòng chứng dòng lít và đã có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã bước vào một cái phương chạy nó rút rồi thằng FCS cái phương này là cái phương nó rút này vậy phơn này phơn rút nha là anh chị nhìn này một gáp này hai gáp này phương này phương nó rút rồi não và anh chị lưu là ví dụ như thằng FZF mà nó chạy hết nhiệm này nó nó về quanh tầm khoảng 50 55 là bình thường. Nó về quanh đỉnh thời đại là bình thường. Bởi vì anh chị thấy là thằng Vít này. Nếu anh chị nào có hay xem video của em có nó nói với chị là thằng Vít là cái thằng chạy nút rút trước dòng chứng khoán. Và sau này tất cả các cái mã cổ phiếu chứng khoán khác nó sẽ chạy nó rút ở một cái nhịp ở phía sau, tức là nó sẽ chậm hơn một nhịp nha. Anh chị lưu thằng Vít là, là, nó chạy nút rút ở đoạn này nha. Đó, đoạn đoạn này là thằng Vic nó đang nó đã nút rút rồi. Anh chị thấy không? Đó, nhưng mà sao? Nhưng mà những cái mặt cổ phiếu như FTS này nó sẽ chạy sau một nhịp. Đó, và những cái mà cổ phiếu chứng khoán khác nó cũng có thể là chạy sau một nhịp nữa. Anh chị hình dung cái tức là nó sẽ có cái sự lần lượt đi lên, lần lượt chạy nó rốt à, ví dụ như, như hiện tại thì anh chị thấy thằng FTS nó mạnh đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà bởi vì thằng này là nó gọi là nó nó còn là nó theo dạng về những cái mà cổ phiếu thanh khoản cũng nó hơi bé. Với lại cái tính chất nó cũng đi nữa nên có thể là nó sẽ chạy nó sẽ chạy nhanh trước, tức là nó sẽ chạy nó rốt trước. Nhưng mà những cái mà cổ phiếu chứng khoán ví dụ như HCM này hoặc là những cái mã cổ phiếu đá này hoặc là những cái mã cổ phiếu như VSI á, sau này nó sẽ chạy trong rút. Hoặc là các cái mã cổ phiếu chứng khoán khác nó cũng vậy. Bởi vì bởi vì đó là cái tính dòng. Cái tính dòng đó là như vậy nha chị. Nó có thể là các thằng cái thằng chạy nhiều nhưng mà thằng chạy ít nhưng mà cái form chạy của những cái mã cổ phiếu nó sẽ tương tự nhau. Đó thì bây giờ nếu chị nhìn về cái mặt đỉnh thời đại nha, thì như thấy thằng Bit này, nó đã về đỉnh thời đại này. Nó đã về quanh cái vùng đỉnh cũ, cái đỉnh thời đại của nó. Thì thằng FCS nhịp này á nó cũng sẽ về về quanh cái đoạn về lại đây này. Với cái lực đánh mà với tiền này gì là nó sẽ về quanh tầm khoảng 50 55 là hết sức bình thường. Thì sau này những cái mà cổ phiếu như SDI, Sau này SSI nha Em nói ít nha Ít nhất nha Nó sẽ chạy về 40 Đó 40 phía trên này còn xa hơn có thể về 45 Hoặc là những cái mà cổ phiếu như HCM Đó ngắn Ngắn là 40 Xa hơn là 45 tại bởi vì Cái cái kháng cự ngắn của nó là tầm khoảng 40 nha Nhưng mà đỉnh thời đại là 45 Tức là những cái mà cổ phiếu nó sẽ chạy sau anh hiểu không? Tức là em phân tích về để anh chị anh chị biết được là cái gì là cái ngành nó vận động như thế nào để anh chị hiểu bởi vì cái này là cái 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 góc nhìn nó nó hiểu chứ không phải là em phân tích với chị là anh chị mua cổ phiếu này mà phải anh chị phải hiểu được những nhóm mà nó đang vận động như thế nào và cái cổ phiếu nó sẽ chạy ra sao nó sẽ chạy theo thứ tự như thế nào đó thì nếu như nào vào những cái điểm mua trẻ trong tuần sau á thì sẽ có những cái cổ phiếu anh chị có thể theo dõi như sau đầu tiên đó, là với cổ phiếu HCM đó thì em nói gì là HCM nha nhịp này ít nhất nó sẽ về 40 còn nếu mà nó nếu mà những cái mà cổ phiếu nhịp này nó về đỉnh thời đại hơn thì nó có thể về bốn bốn Ok, đó, thì anh chị thấy HCM này nó vừa anh chị thấy không? Nó vừa tích lũy và nó vừa bất có những cái phiên tiền vào này. Tiền vào nó đánh rất là mạnh rồi, tiền vào tiền vào rất là mạnh rồi. Thì em, thằng HCM đang chuẩn lại tích lũy là 1 2 3 cây. Thì anh anh chị lúc là quý, em ví dụ như trong tuần sau nè, quanh tầm khoảng 33.5 34 anh chị vào anh chị mua đây Bởi vì nó chị là một những cái một cái mã cổ phiếu nó đã nó đã đánh nha. Nó tích lũy không có lâu đâu. Và nhiều lúc anh chị nói là ờ thằng HCM nó sẽ chỉnh về 32 anh chị mua còn lâu. Còn lâu nó mới chỉnh về 32 chứ làm gì có tính nó chỉnh được hai bởi vì sao bởi vì nó rủ nó tiền vào như này rồi mà làm sao nó chỉnh được nữa nó nên là chị rủ anh chị đã mua trẻ thì anh chị cứ canh này anh chị mua cứ ba ba năm ba là chị xong rồi anh chị mua cho em mua một điểm thôi bởi vì anh chị mua trẻ là anh chị phải chấp nhận chứ chị đừng có mua gia tăng nha anh chị mua một điểm thôi anh chị đánh lên cắt lỗ đó để 5% phần cắt lỗ đó còn 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 anh bây giờ nó tăng là anh chị cứ anh chị cứ hold đó cái mã cổ phiếu thứ hai là cái cổ phiếu SRA đã ra là hiện tại đã đạt tích lũy là một này hai này ba này bốn này năm sáu cây này với cái volume cực kỳ thấp volume này là một cái volume cực kỳ đẹp để anh chị mua đại ví dụ anh chị nhìn một cái cổ phiếu đi lên nó vậy nó tích lũy không có lâu đâu đây này một này hai này ba này bốn này năm này sáu bảy này cây thứ bảy chạy này cây thứ tám nổ này hai anh chị nhìn này đã nổ này đi lên này tích lũy là một này hai này ba này, này bốn này năm này sáu này cây thứ bảy là cây thứ tám nổ này cây thứ bảy là cây thứ tám nó nổ một cái mà cổ phiếu mà tích lũy thì thường những cái mà cổ phiếu nó đã kéo thì thường nó chỉ tích lũy tầm khoảng năm sáu cây thôi thì ở đây hiện tại là gì ha 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 6 nè. Thứ 2 thứ 3 có thể nổ luôn. Em nói nhiều SR thứ 2 thứ 3 nó có thể có một cây nổ luôn. Nên anh lưu là thứ 2 mà anh chị ha. SR2 quan tham chiếu 34 múc canh mà mua anh chị ha, chứ nó nổ là thôi chịu. Anh chị lưu anh chị phải mua trước khi nó nổ nha, là nó mới ngon. Đó và hô cho em. Đó, sóng này cứ hô. Còn sau này điểm bán thì em sẽ cập nhật cho các với sau. Target 40 45. Hết xe mổ tuần tập. Thứ 2 thứ 3 hiện tại đang hiện tại đang tích lũy là của thằng 123 123. 4 cây rồi nhưng mà volume của thằng HCM hiện tại nó vẫn hơi cao một thì có thể là tích lũy tầm khoảng hai ba cây nữa thì có thể là tuần sau SA nó sẽ chạy trước SA tuần sau nó có thể chạy trước HCM bởi vì HCM nó vẫn cái vô nó vẫn hơi lớn chút nó có thể SA nó có thể chạy trước bởi vì SA này tích lũy được tầm khoảng 6 cây rồi 6 cây mà vô cực kỳ thấp rồi tuần sau có thể thứ hai thứ ba nổ luôn anh chị để coi anh chị lưu lại anh chị kiểm chứng thứ hai thứ ba SA có thể nổ luôn anh vậy bởi vì volume như này mà tích lũy như này thì thứ hai thứ hai thứ ba nổ là bình thường đó thì sau đó có thể là đến HCM bởi vì cái vô lắm hơi cao rồi tiếp theo là cái cổ phiếu số 3 là cổ phiếu VND đây. Là hiện tại này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 này. Tuần sau thứ hai có phiên test cung nữa là thứ ba nổ luôn được. Hiện tại thì cái mã cổ phiếu này vẫn bị bán. Nhưng mà ví dụ thứ thứ hai, thứ hai chứ anh ha, thứ hai nó rổ xuống nó rút chân lên một phát, thứ ba là dễ nổ nha. Bởi vì thường những cái mã cổ phiếu trước khi mà nổ thì thường nó sẽ có những cái phiên test cung. Đó à, thường thì nó sẽ thường đến nó sẽ có những cái phiên test cung như này anh chị, đây này. Đó. Nó như vậy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7 phiên test cung này. Nổ ạ anh chị theo đó hoặc là ví dụ này một này hai này ba này bốn này năm sáu bảy phiên tới cung này cái phiên tới cung này phiên thứ tám nổ rồi đó nên là ví dụ như thứ hai mà trong em nghĩ là chị cũng không cần chờ phiên tới cung đâu thứ hai mà cứ quanh vùng giá bao nhiêu quanh vùng giá tầm khoảng hai hai ba hai ba hai ba trăm năm cứ mua đi bởi vì cái volume này anh chị đừng lo nó phân phối volume này phân phối cho anh chị volume này anh nhìn cái volume nó thấp chỏng à múc đó thì em nghĩ là anh chị có thể theo dõi những một số cái nào cổ phiếu được tay V là VND mới nếu mà nó về giống như hồi nãy của thằng HCM với lại đó ai mà nó về là quanh những cái vùng cảng phía trên á thì có thể tầm khoảng 30 Đó thì đây là ba cái cổ phiếu anh chị có thể theo dõi được. Đó thì ba cái cổ phiếu lớn. À, nhiều à, em sẽ giải thích luôn là nhiều cho nó là những cái mặt cổ phiếu này nó chậm không phải nó chậm đâu vậy mà sao mà nó sẽ chạy sâu á? Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ phiếu lớn anh chị nó phải chạy chung với cái sự, tức là nó sẽ chạy chung pha với cái nhịp đi lên của thị trường chung. Tức là gì? Tức là anh chị lấy này, cái đoạn này này. À, anh chị nhìn, anh chị nhìn thật kỹ nha, cái đoạn này á thằng FCS nó chạy nhanh hơn thằng SDA, Nó chạy nhanh hơn thằng SDA, Bởi vì sao? Bởi vì thị trường nó còn dính cái cản là 1 1100. Nó còn có, nó tức là nó dưới kháng cự. Nhưng một khi mà thị trường nó đã bứt qua cái vùng kháng cự này, khi lên trên này thằng FCS nó chỉ đi ngang thôi, nhưng mà chỉ nhìn thằng SDA chạy này. Đây này anh chị thấy chạy không? Bởi vì sao? Bởi vì những cái mã cổ phiếu lớn thì sao? Thì nó sẽ chạy mạnh nhất khi mà thị trường nó vào, nó vượt đỉnh. Bởi vì nó phải chờ thị chung nên là chị nào đánh những cái mà cổ phiếu lớn thì chị kiên nhẫn xíu thì chừng nào mà thị trường mà nó bóc qua được cái đỉnh này nó rủ xong mà nó bóc qua được cái đỉnh này á thì sao thì những cái mà cổ phiếu lớn nó sẽ vô phơ của nó chứ không phải nó chậm đâu nó sẽ từ từ nó lên nó chị đừng có chơi nó chậm nói chung anh chị anh chị nói chung là anh chị ghét cổ nào mình chưa chờ trai của đó, đó ok đó thì có thể theo dõi ba cổ phiếu lớn đó là hcm vnd với lại đây là theo dõi ba cổ phiếu đó cho em rồi nếu như là quan tâm cổ phiếu nhỏ đi cho anh chị một cổ phiếu nhỏ luôn anh chị có thể theo dõi thành agr agr thì cái cản mạnh của nó tầm giá tầm khoảng 20 thì em thấy là cái cản này thì nó hơi gần nếu mà cản 20 thì em thấy là cũng hơi gần nhưng mà nghĩa là với agr mà với cái lực đánh của nó mà khi mà nó vào những nút lúc, lúc nhanh thì thằng này nó điên lắm thằng này em thấy là cái tính chất của nó đi thì nếu mà cái lực đánh của nó thì như thằng như thằng FCS đó nó có thể về 25 bởi vì hiện tại là anh chị nhìn thằng FCS này nó về lại vùng vùng này thôi nó sắp về cản trên rồi thì agr nó đánh một phát nó về tầm khoảng 25 là được em cho ngắn đi nha tầm khoảng đỉnh này là 22 ngắn là 22 mà sao hơn là 25 anh chịu luôn, luôn những cái mã cổ phiếu nó kéo một phát là nó nhanh lắm mấy này mấy này nó nó nhỏ nó kéo nhanh lắm vậy đó, nên là chị nào có thích cổ phiếu nhỏ vốn nhỏ thì có thể chú ý thằng nghe này được bởi vì sao bởi vì thứ nhất là thằng rồi nó vẫn có những cái phân tích lợi của nó cái thứ hai là tiền đã vào đánh này tiền đã vào đánh khối lượng tăng dần này và đã có bao nhiêu này một này hai này ba này bốn này năm phiên này vô cực thấp thì em nói gì nè thứ hai mà nó có một cái phiên tách cung thuyền, thứ ba thứ tư nổ là bình thường đó nên là ví dụ như lớn thì cứ SCM Uh, SSI Rồi VND Nhỏ thì EGR rồi rồi. bốn cổ phiếu đó nốt vô Anh chị nào vào sau vào trễ Nốt bốn cổ phiếu đó ra, Tuần sau phải canh mua nha Em nói với chị là em hướng dẫn rất là kỹ Và anh chị lúc là cái điểm mua là cái điểm mua đánh sóng nha Anh chị ơi, điểm mua này vẫn là điểm mua đánh sóng được Bởi vì target và các cái mặt cổ phiếu nó vẫn còn rất là xa Và lưu ý những cái mặt cổ phiếu này chưa vào phơm nước nút mà anh chị lúc những cái mã cổ phiếu như này mà nó vào phân nút nó chạy rất là nhanh nhanh vậy nó vào nó vào nhanh lắm anh chị nhìn thằng chế này sau này những cái mã cổ phiếu như AGR nó sẽ đánh như thằng chế như này là bình thường nó giật một phát nó mở gấp à mà 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 chạy lên hoặc là những cái mã cổ phiếu SA chị đừng anh chị đừng nói nó chậm nó vào phân nút nó chạy điên lắm nó từ thường nó chạy lên đó thì bốn cổ phiếu này anh chị nói lại với em tuần sau và canh mua và em cho rằng chị ha tuần sau mà anh chị không mua được á là lỗi của anh chị luôn anh chị anh nói nha anh chị đừng có căng kê giá bởi vì sao bởi vì hiện tại là dòng trước nó là dòng lít thì chưa vượt đỉnh tức là gì tức là cái ván bài là nó lật ngửa rồi gần như là 99% là mình thắng rồi thì mình cứ lao vào mình mua vậy bởi vì sao bởi vì em nói chị anh chị đã mua trẻ rồi mà anh chị cứ đòi cho cái mã cổ phiếu nó giảm bởi vì sao bởi vì nhịp rồi nó rủ rồi mà nó đã rủ rồi thì bây giờ nó tăng nó, tăng nó, nó, tăng rồi đi ngang thôi chứ nó không có rủ đâu làm sao mà nó rủ cho anh chị mua được nên anh chị phải canh vô mua liền đó thứ hai thứ ba canh mua đó, em nghĩ là nếu mà nổ trước thì em nghĩ là thằng SA nó sẽ em nghĩ là SA có thể là khả năng nổ trước sau đó có thể là đến VND bởi vì SAV là là đang nói chung là SAV là đề kiệt vô lắm luôn rồi. Cái vô này chỉ cần thứ hai tết cung là thứ ba nổ luôn. Thứ hai thứ ba tư nổ luôn chị. Có một cái phiên tết cung là nổ liền. Đây này, ví dụ anh chị nhìn này. Đây, đó, anh chị nhìn hãy đi lên nào. Đây, anh chị cao xuống nha. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 này, 7 tết cung này nổ này. Đó, tức là tầm khoảng 6 7 phiên, 5 6 phiên mà có cái phiên tết cung là nổ liền đó thì em nghĩ là với cái kinh nghiệm mà của anh nha anh chị anh chị chờ phiên tới cùng cũng được đâu nên là cứ quanh vùng này mua đây <laughs> để cho đơn giản thì cứ quanh vùng này mua ok ha đó thì đó là bốn cổ phiếu ngành chứng khoán và em đánh giá với anh chị là những cái cổ phiếu ngành chứng khoán thì anh chị phải phải có trong danh mục bởi vì sao bởi vì em nói như là nếu mà nhiều sắp tới mà thị trường nó chạy nó rút nha là dòng chứng khoán là cái dòng chắc chắn nó sẽ có chạy nó rút anh chị phải có trong danh mục nên là trụng sau phải canh ok rồi đó là dòng đầu tiên là dòng chứng dòng phân bón hóa chất thì thôi dòng này thôi dòng này em cũng đánh giá rất là cao dòng này thì Roman cũng đã cho mua và đã mua xong rồi. Để ví dụ như là trong buổi sáng ngày thứ trong buổi sáng ngày thứ sáu thì nó có một cái tin nó có một cái tin là Trung Quốc yêu cầu các công ty tạm dừng xuất khẩu phân á thì tin này có từ tối ngày hôm trước. Đó thì em có nói với nhiều chị khách hàng của em là nhóm phân bón nhóm phân bón hóa chất ngày hôm nay tăng mạnh do tin này. Nhưng mà em nói gì là cái giá phân á, là em đã phân tích với anh chị là hai tuần trước rồi, tức là tăng đã hai tuần nay rồi anh chị. Thì cái tin này nó chỉ hợp thức hóa thôi. Và cái đơn em đã vào xong gì DGC lát với lại BFC từ trước đó rồi. Và bữa giờ anh chị vào trước lại anh chị hay à? tức là vào xong tức là mình sẽ đón đầu cái cái cơ hội luôn chị chứ không phải chờ cái tin này ra anh chị đua đâu anh chị chờ tin này ra anh chị đua cái mạng cổ phiếu nó cao cao gồng rồi <laughs> ok đó ok rồi thì đó là với dòng phân bón dòng này em thấy là cái tính đồng bộ nó cũng cao nhưng mà sao nhưng thôi không đi mua đi mua bảo qua ok rồi bảo qua dòng phân bón ha rồi tiếp theo là dòng bán lẻ dòng bán lẻ cũng là một cái dòng mạnh và dòng bán lẻ là cũng là một cái dòng đánh giá là đây là những cái mạng cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường nó mạnh không phải là cái cổ phiếu nó mạnh không mà gì nó có nhiều cổ phiếu mạnh anh chị lưu này một cái dòng mạnh là phải là một cái dòng nó có nhiều cổ phiếu mạnh nó mới là dòng mạnh chứ không phải là có một hai thằng mạnh ở mấy thằng khác này rơi à mà xuống nó không phải dòng mạnh vậy ví dụ như là nhóm đầu tư công á nó không phải là dòng mạnh em không nói là không tăng nhưng mà, nhưng mà nó sẽ lên sau tức là sao tức là nó có thằng VCG mạnh nó có thằng hút mạnh nhưng mà nó có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu biên rơi nó bị lớn ví dụ như thằng BCC thằng KSB thằng, HTM, thằng HT1 thằng HV nó rơi biên rơi nó bị lớn thì nay không phải là dòng mạnh dòng mạnh tức là dòng yếu không phải là nó không lên mà nó sẽ lên sau thì nhóm bán lẻ là một trong những cái nhóm đi lên đầu tiên và đi lên trước tiên và có tính đồng bộ rất là cao đó thì với nhóm bán lẻ thì theo góc nhìn của em là tuần sau cái khả năng nó sẽ nổ bởi vì ví dụ nhà chị Ha, ví dụ như frt nè rủ này tết nè hướng lên nè rủ tết hướng lên này, tuần sau khả năng nổ rất cao và em cập nhật với anh chị luôn là ngày 13 ngày 13 tức là ngày thứ tư tuần sau thì iphone sẽ ra mắt thì nó là tầm khoảng thứ hai thứ ba là nhóm bán lẻ nổ nó sẽ cao bởi vì em nói gì nếu gì đánh lâu năm nào là iphone tuổi bán lẻ nó không kéo ấy. Đó, thì mình không biết là thứ hai tuần sau nó có kéo luôn hay không nhưng nó là thứ hai thứ ba thứ tư kiểu gì nhóm bán lẻ nó không nổi thì với nhóm bán lẻ thì các cái điểm mua thì em đã cập nhật trong room rất là nhiều rồi này ví dụ như là nhóm bán lẻ thì em đã chậm nhóm bán lẻ thì em đã cho mua rất là sớm rồi chị. đây nhóm bán lẻ này đây nhóm bán lẻ thì từ những cái ngày ví dụ như là nhóm ngày hai đây từ những ngày hai hai tư này hai tư này hai này hai tư hai hoặc là những em nói chỉ là ngày hai tám những anh chị vào sâu này anh chị vào sâu ngày hôm nay thì có thể đã anh chị có thể hoặc là những điểm là ngày hai tám này Đấy, tức là vào sớm cũng có mà vào sau cũng có thì những cái phiên này em vẫn cho mua. Đấy, những cái phiên này gì em vẫn cho mua những cái mã cổ phiếu FLT bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì còn vẫn còn ở này. Nãy còn các cái điểm mua sớm thì chị lấy như thế này. Đã thì nói chung là những cái chị vào sớm thì chị mua sớm, những chị vào sau thì mua sau nhưng mà những cái cổ phiếu nó vẫn còn để mua. Thì với những cái cổ phiếu bán lẻ thì như này, theo góc nhìn của em nha. À, nếu mà thứ hai á, mà những cái mã cổ phiếu nó không chạy á, những cái mã cổ phiếu bán lẻ mà nó quanh tham chiếu nha, anh chị vẫn có thể lấy cái cách gọi là cái điểm mua chậm với giống như những cái mã cổ phiếu chứng khoán được. FRT quanh này vẫn có thể thấy nói chung là FRT hoặc là PET hoặc ví dụ DC hoặc là những cái mặt cổ phiếu như MDG em nghĩ là anh chị nó muốn nhảy á muốn nhảy thì cứ FRT DC giúp cho còn MDG thì nó hơi chậm chứ <laughs> hơi chậm đã nên là chỉ cứ FRT DC PET thì nó cũng hơi chậm PET thì em thấy là đặc tính cũng hơi chậm đã, nhưng mà nếu như muốn nhảy thì cái FRT và ngày thứ hai gì ha mà những cái mặt cổ phiếu này mở cửa nó đừng có nổ nha nếu có anh làm chiếu gì mua nha và anh chị ý là nó anh chị mua một điểm thôi nha và nó giá là những cái mã cổ phiếu này chưa lên nhiều đó bởi vì nó 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 đang nó đang tích lũy quanh vùng đỉnh này nó chưa lên nhiều thì nếu mà trong tuần sau nha anh chị nếu mà nhìn tuần hai mà nó không nổ nó không có nổ nó không có mở gáp mà cũng như là nó không tăng tăng mạnh á đầu phim mình cứ quanh tham chiếu gì đấy, đi xuống quanh 60 hoặc là những cái mã cổ phiếu FLT quanh tầm khoảng 86 anh chị vẫn mua được anh chị đừng nói nó cao bởi vì những cái mã cổ phiếu theo dạng list vậy là nó mạnh là vẫn sẽ mạnh những cái cổ phiếu nào mạnh nó vẫn sẽ mạnh chị đừng nói nó cao nó mạnh nó vẫn sẽ mạnh thì nếu mà trong tuần sau mà nếu mà anh chị lưu là mà trong tuần sau mà nó quanh tham chiếu anh chị có thể lấy và cái điểm này anh chị lưu ý là cái điểm này em nghĩ là anh chị vẫn có thể nắm theo trend được. À, ví dụ anh chị mua FRT đi trong tuần sau anh chị vẫn có thể nắm theo trend được nha. À, và nhóm chứng khoán cũng tương tự, tức là em nói chị là cái điểm mua chuẩn thì không phải đâu. Nói bây giờ điểm mua chuẩn như chứng khoán em nói chị là không chỉ riêng nhóm chứng khoán bản lẻ đâu, mà tất cả các những mà nó bây giờ điểm mua chuẩn mà nắm gọi là anh chị để nắm ấy, là nó không còn nữa đâu. Đó, nên anh chị là phải chấp nhận là anh chị gọi là cái điểm mua chậm thì anh chị nghĩ là nhóm chứng khoán và nhóm bán lẻ thì trong tuần sau nhóm chứng khoán thì bố mẹ đó với lại nhóm bán lẻ thì anh chị theo dõi FPT đi À, nhưng mà anh chị lưu là nó đừng có mở gáp và nó đừng tăng mạnh quá nha. Anh chị nào canh tầm khoảng 9 giờ 15 chị phải theo dõi chị mua liền. Nếu cứ quanh quanh tham chiếu là anh chị phải múc nghe Anh chị hình dung hoặc là tăng 0.5% cũng được là phải canh mua liền. Bởi vì anh chị lưu nó tích lũy này. Một nếu mà tính tích lũy từ tính từ cây này này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Cái phiên ngày qua có một cái phiên, cái phiên ngày thứ sáu có phiên tích cung cực kỳ đẹp. Thì FLT nó cũng có một cái phiên tích cung với một cái khối lượng thấp cực kỳ đẹp thì với cái phiên này chị ha, thứ hai có thể nổ luôn nhóm bán lẻ có thể nổ luôn không biết là em nói chung là em định hình nha là nhóm bán lẻ là thứ hai thứ thứ hai là thứ ba là có thể nổi này nhóm chứng khoán thì nhiều cổ phiếu nó vẫn bị dao động thì có thể là đến thứ tư thứ ba thứ tư gì đó. đó nên là chị phải canh những cái cổ phiếu này ok ha thì hai cái nhóm này là hai cái nhóm rất là tâm đắc em đã nói với chị rất là sớm rồi thì nếu như nào vào sau thì chị có thể canh hai cái cổ phiếu này để đánh trên bởi vì cái thế mạnh của em là thế mạnh về đánh tre ok đó thì đó là những cái cổ phiếu bốn cổ phiếu chứng khoán và hai cổ phiếu bán lẻ mà chị có thể canh trong tuần sau cho những chị anh chị nào nắm theo tre anh chị nấu lại nha. Đây, để em nấu lại cho cả nhà nha. Đây, uh, nhóm chứng khoán này là agro này. Lớn đây, lớn trước là ví dụ có thằng HCM này. SRI này. À, uh, Rồi, nhỏ nha, nhỏ là R nha. Ok, rồi. Bán lại thì có FRT với là DC World. Cách mua thì em nói kỹ rồi nha. Cách mua thì coi lại. Rồi, thì đã là hai nhóm nắm thiếu trên hai nhóm này có thể nắm thiếu trên điểm mua nó có thể nắm thiếu trên và anh chị lú là anh chị chỉ mua một điểm thôi anh chị chỉ mua một điểm cắt lỗ là bốn năm phần trăm anh chị chỉ mua 1 điểm thôi nha ok đừng có mua gia tăng nó nổi lên đừng có mua gia tăng nha bởi vì điểm mua này mua cao rồi anh chị mua gia tăng nó không có ngon nè ok ha mua chỉ mua dù anh chị định mua với cái mà cổ phiếu là 200 triệu thì cái điểm mua đó anh chị múc 200 triệu luôn nha cùng lắm là mình cắt lỗ bởi vì sao bởi vì nó đã có trên rồi ok rồi thì đó là cái điểm mua hai nhóm ngành về mươi g rồi tiếp theo thì em sẽ hỗ trợ anh chị thêm về một số những cái mặt cổ phiếu đánh cuốn chiếu và theo góc nhìn anh thì trong tuần sau nó sẽ rất là dễ nổi nha ok đầu tiên là anh chị nốt lại với em những cái mặt cổ phiếu anh thép ngành thép nha ngành thép là một cái mà cổ, những cái nhóm là một cái nhóm mà nó đã có nhiều cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi nó đã có nhiều cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi ví dụ như là nhóm thằng nam kim này nam kim hôm thứ sáu thì có cho nhiều chị khách hàng cái mua hôm thứ năm rồi hôm thứ năm nam kim thì đã báo hôm thứ năm rồi này đây này buổi sáng ngày thứ năm vbg hbg nam kim sáng ngày thứ sáu vbg hbg nam kim vgs căn điểm mua test lại đây này buổi sáng thứ sáu nhiều chị mua được cây này này ăn là nhiều ăn ăn là tầm khoảng là bốn phần trăm trong phiên luôn thì nam kim thì nam kim thì với rơm em nha tức là với rơm em á thì với những cái mã cổ phiếu ngành thép thì em sẽ đánh cuốn chiếu em sẽ không đánh trên với nhóm với nhóm này trong nhịp này à, nhóm thép thì em đánh cuốn chiếu đó bởi vì cái nhịp này thì em rơm em này đánh chính là nhóm chứng khoán bán lẻ với lại nhóm 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 phân bón hóa chất là nắm thiếu trên bởi vì anh chị luôn là một cái danh mục của mình á mình không thể mua hết thì rồi nên là chị phải định rõ được là ờ cái cổ phiếu nào nắm theo trên cái cổ phiếu này mà đánh cuốn chiếu tức là mình đánh lướt đó thì với ngành thép thì em cho em sẽ cho anh chị những cái gì khách hàng nắm hoặc là đánh lướt đó. thì trong cái video ngày hôm nay thì cũng sẽ kiến nghị anh chị về một số cái điểm mua đánh cuốn chiếu. Đầu tiên là với Nam Kim thì đã qua điểm rồi. Nam Kim thì, thì 600 mua rồi. Rồi, nhưng mà sao? Nó sen thì cũng không còn điểm này. Nó sen Nam Kim thì bỏ. Nhưng anh chị có thể theo dõi một hoặc là về ghế này. Tết lại, đi lên rồi. Thì những cái mã cổ phiếu này bỏ qua. Nhưng anh chị có thể theo dõi một số cổ phiếu đầu tiên là với Hòa Phát. Hòa Phát thì nó chậm đúng không? Anh chị nói nó chậm nhưng anh chị nói là nó chậm nhưng mà không phải nó không lên. Bởi vì anh chị nói là một cái dòng mạnh nha. Nó sẽ lên hết. Ví dụ như hôm bữa thằng FCS ở dưới này. này à, anh chị nói là nó chậm nhưng mà thấy nó kéo không và thằng họ phát tương tự với cái nền não thì họ phát với cái nền não như này á thằng họ phát nó thì nó sẽ lên sau nên là nếu anh chị nào muốn mua họ phát quanh vùng này vẫn có thể mua được anh chị lúc đây là đây là đánh lướt nha đánh cuốn chiếu nha chứ em sẽ không nắm siêu trend với mình thành thép tức là em không nói là nó không không có thể nắm trên được mà bởi vì là em hết tiền rồi với lại với lại là rơm khách hàng đã cho mua xong rồi đã thì em đang tư vấn với cái góc nhìn và với cái với với cái 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 cái, cái, cái hiện thế hiện tại đã thì với họ phát thì quanh vùng này anh chị có thể lấy và anh chị bán gì thôi lưu ý này là nếu mình với những cái mà cổ phiếu đánh cuốn chiếu á, thì tầm khoảng 7 đến 15 phần trăm tùy tùy cái góc nhìn của anh chị là anh chị chốt anh chị không cần quan tâm kháng cự gì đâu cứ 7 đến 15 phần trăm là anh chị chốt với hợp pháp quanh vùng này rồi anh chị nào vốn lớn thì có thể theo dõi này anh chị nào vốn nhỏ hơn thì có thể là theo dõi đầu tiên là với HVBG cũng cái này là có một cái nhịp test đang test nó đang có một cái nhịp retest này anh chị không anh chị thấy giống nào giống FRT đây này FRT mở nó cũng có cây này anh chị. này đó, cái cây ngày hôm thứ sáu thằng thằng VBG là cây này này thì thứ hai nó có thể nó kéo luôn thì trong ví dụ ngày thứ hai ví dụ quan tâm chiếu thì có thể lấy thành vbg được đó đầu tiên là những cái mặt cổ phiếu nhỏ thì chỉ là vốn nhỏ nhỏ thôi nha lớn thì cứ canh phát còn nam kim hoa sen là bỏ qua rồi rồi đầu tiên là vbg thứ hai thì chị có thể theo dõi hai cổ phiếu đầu tiên là tlh thứ hai là tvn nhưng mà đánh giá là với cái lực này thì em đánh giá là nếu mà vào thì em đánh giá là tvn quan tham chiếu ngày thứ hai chị sẽ ok đã bởi vì nó có một cái nhiệm vụ rủ bỏ này quay về là nền này, này đó, thì mới là thứ hai quanh tham chiếu thì có thể lấy được. TVN thì với cái luật này gì? lực này thì nó về tầm khoảng tầm khoảng là 8.7, 8 đến giá 9 là bình thường. Nhưng mà chủ lực là cái, chỉ là vốn nhỏ nhỏ thôi nha, vốn lớn đường vào nha. <laughs> anh em nói trước vốn lớn đường vào, vốn lớn thì canh họ phát đây. Họ phát nó chậm nhưng mà nó sẽ lên. Còn gì là vốn nhỏ nhỏ thì có thể là canh anh anh, anh thì có thể canh TLH hoặc là TVN hai cổ phiếu này. Quanh tham chiếu mà thứ hai thì có thể lấy. Ok ha, ok. Đó. đó thì đó là một số những điểm mua vốn lớn thì cứ HBG vốn nhỏ nhỏ một hai trăm triệu hai ba trăm triệu thì cứ hbg xin lỗi chị cứ vbg tuy là hát và là tvn canh thứ hai tham chiếu lấy được ok bởi vì sao bởi vì thằng, thằng nam kim với thằng hoa sen nó vượt đỉnh rồi em nói cái gì nè một cái dòng á nó sẽ có tính dòng và các cái mạ cổ phiếu nó sẽ lần lượt đi lên một cái mạ cổ phiếu nó đã nó đã lít mà nó vượt đỉnh thì sớm hay muộn những cái mạ cổ phiếu như T là hát nó sẽ vượt đỉnh tvn nó cũng sẽ vượt đỉnh và thằng hòa phát nó sẽ bật một cái khoảng một đoạn giống như là nam kim hoặc là thằng ho nó bật anh chị hiểu không đó thì nhìn là tức là cái cách đánh mình sẽ nhìn những cái mặt cổ phiếu đi trước ok đó thì đâu có nhóm thép thì anh chị có thể theo dõi một số những cái mặt cổ phiếu đó để anh chị cạnh thứ hai là cổ phiếu nhóm đầu tư công ra đầu tư công thì em thấy là cái phiên ngày thứ sáu thằng vcg nó kéo này thì với cái cách kéo thì cũng thể vcg nha thứ hai thằng vcg rất là dễ nổ và anh chị lúa thằng vcg nó đang vượt đỉnh rồi nha đó, vcg nó vượt đỉnh rồi thì em bắt nói cái gì nè? thằng VCG nó kéo cái này thứ hai rất là dễ nổ thì nếu mà VCG nó nổ như này những cái mã cổ phiếu đầu tư công ở dưới nó sẽ lên theo thì vậy thì đầu tư công mình có thể theo dõi một số cổ phiếu như nào đầu tiên là anh chị nốt kỹ với bên thằng KB thằng KB bên gì luôn này thứ hai quan tham chiếu mút luôn bởi vì anh chị luôn là thằng KB với đoạn này nha ít nhất nó sẽ về tầm khoảng 33 còn xa hơn vượt 33 thì có thể về tầm khoảng 34 anh chị đánh về tầm khoảng 34 vô tư tại cái trên này đánh từ như này về là trên này tầm khoảng hơn 100 thì em coi thử nhiêu trăm này. À chín phần trăm cũng ok anh chị ha chín phần trăm rồi cổ phiếu thứ hai thì anh chị có thể canh thằng hát về đã hát về thứ hai của căn cứ quanh tham chiếu canh mua đó tay gác của nó tầm khoảng là tầm khoảng mười bảy mười đó thì em thấy là thứ ba là có thể cổ phiếu fcn nhưng mà fcn thì em thấy là nó cũng được nó cũng được nhưng mà đang gần kháng cự quá đang gần kháng cự thì ví dụ anh chị đánh những cái mặt cổ phiếu như cát anh chị ít nhất là anh chị sẽ ăn được cái đoạn nó về là tầm khoảng ba ba ít nhất còn xa hơn có thể về tầm khoảng ba tư tức là anh chị có thể ăn một đoạn lên phía trên này đó, nhưng mà FCN thì không biết là nó gặp cả nó như thế nào nhưng mà là nhóm đọc tư công thứ, thứ hai rất là nhẹ nổ. Đã hào chỉ có thể theo thằng LCG này. Bản LCG thứ hai là nó đã nó đã quay về này nè, anh chị lưu là cái nền của nó là cái nền tạm khoảng 13.7 thì nó đã quay về này rồi. Thứ hai nó cứ rổ rổ tạm khoảng 13.7 mua, ít nhất là sẽ về tạm khoảng 15. Mà từ điểm này mà nó về 15 cũng ngon anh chị nhưng không nó cũng không, nó chứ nó cũng không ít đâu. Đây. 10% cũng ok. Đó, thì thứ thứ hai anh chị lúc là quấn tham chiếu theo dõi LCG. Theo dõi bao nhiêu? theo dõi KSB hai cổ phiếu này nếu mà gọi là nếu mà lựa chọn thì mới là theo dõi hai cái cổ phiếu này là ok nhất và như là mình ăn theo là mình ăn theo thằng VCG nha bởi vì sao bởi vì thứ nhất là VCG nó vượt đỉnh và thứ hai nó đã say nền và nếu mà cái mã cổ phiếu này nổi lên một cái là nghĩa là đầu tư công nổi luôn và anh gì luôn là nhóm đầu tư công là em biết nhiệm này là để anh gì đánh cuốn chiếu nha anh chị đánh cuốn chiếu Hồi này đang nói lại là nhóm cổ phiếu gì ta nhóm thép là có thằng HBG này lớn này nhỏ là có thằng TVN này TLH này uh, VBG này đầu tư công là có cái à, biết hai con thôi nói chung là nhiều con cũng ok nhưng mà biết hai con thôi. để anh chị cho nó quẹo lựa cho nó dễ rồi nhóm gì nữa nhóm uh, thủy sản ờ à, thủy sản cũng nhớ thủy sản nó giá là tuần sau cũng rất là dễ nổ luôn chị thủy sản thì em nghĩ là đã có vết xe nhưng mà vết xe thấy là nó hơi cao thì vết xe thì em nghĩ là tuần sau nó sẽ chuẩn anh chị thấy vết nó giống thằng nào nó giống thằng HAH nó sẽ sao nó sẽ mở cái gáp lên nó sẽ chuẩn ở phía trên và nó sẽ test lại cái gáp em nói giá thứ hai thì H thứ hai những cái mã cổ phiếu như VC nó sẽ có một cây này của thằng khác khác tức là nó sẽ test lại rất là nhẹ gáp ở trong phiên và nó sẽ kéo lên luôn đó tức là thấy là nhiều vừa rồi những cái mã cổ phiếu vượt đỉnh như vậy nó không có lắp lại gáp nó, nó có test lại gáp tức là nó, nó có nó vẫn có test lại trong phiên nhưng mà không ăn lại gáp và nó kéo nó rất là nhanh nên nhớ thằng những cái mã cổ phiếu như VC nó đã vượt đỉnh rồi nha dù lúc thằng VC nó đã vượt đỉnh rồi nha mọi người thì mới là với thằng sau là cuối tuần sau mà thằng S tổng phiếu nó, nó rũ một cái nó kéo một cái đó thì khi đó đồng loạt những cái mã cổ phiếu ở dưới nó sẽ chạy ví dụ ADA nó sẽ chạy hoặc là những cái cổ phiếu như thằng gì thằng ANV nó sẽ chạy này thì mình giá trong tuần sau nếu mà IDI buổi sáng mà quanh nó mở quanh tham chiếu vẫn có thể mua được đánh về vùng giá tầm khoảng 15 năm 16 vẫn vô tư anh chào với việc này đi 10 cũng rất ok rồi hay với cái cổ phiếu ANV anh chị nào muốn lưu ăn nhiều thì có thể căn ANV anh chị biết là vì sao có thể mua ANV được không là bởi vì nó đã quay được về nền nó đã quay được về nền rồi thì ví dụ IDI mà nó về đỉnh cũ thì ANV nó cũng sẽ về đỉnh cũ bởi thằng vết sẽ ra vượt đỉnh tức này tức là cái mở neo á là mình sẽ neo thằng vết thôi anh chị hình dung anh chị hiểu cái cách cái cách đánh này không em nói chị sẽ hiểu đúng không tức là gì tức là cái mở neo của nhóm thép là nam kim với lão xe đúng không rồi cái mở neo nhóm đầu tư công là vcg và hút và cái mở neo của nhóm gì nhóm thủy sản là thằng vết xe đúng không đó. thì khi mà những cái mà cổ phiếu nó đã quay về nền và nó chậm một vài cây thì những cái mà cổ phiếu IDI hoặc là những cái mà cổ phiếu thằng ANV thằng ANV mà nếu trong thứ hai là rung lắc mà, mà chị đánh vào tầm khoảng 39 nó lại cũng ngon lắm chứ cũng không, không biết đâu mình nhiều nó cũng 7% cũng được, 7% 7 năm thì cũng là cũng ok đó, nhỉ. đó thì anh chị có thể cân cao đồng đếm ví dụ như là thủy sản là cả IDI này, NV này. Ok, rồi còn nhóm nào nói chung là cũng các điểm mua nó cũng ok hết rồi. Đó thì anh chị có thể lầu lừa các cái mã cổ phiếu đó. đó đóng gọn này, đó là cứ đánh sóng này, đánh sóng là cứ bô đỏ đi. ở dưới này là đánh cuốn chiếu nha mọi người, cuốn chiếu. HBG, đã cuốn chiếu là cứ thép, tuần sau thì là, là thép với đầu tư công là thủy sản nó sẽ rất là dễ nổ thì mọi người thấy cả. Đó, nói chung là cũng chia sẻ hết lòng hết dạ đó. nói chung là cái này cái này thì em thấy là em thấy là trên youtube á em thấy là chưa nhiều người chia sẻ kỹ với người như vấn đề này nè à. tức là đánh cuốn chiếu anh chị cũng phải có cái kỹ thuật nha anh hiểu là đánh đánh ngắn á, với là đánh cuốn chiếu anh chị cũng phải săn được cái điểm nổ đó anh chị lúa một điểm giúp em như này nha khi mà chị đánh cuốn chiếu á anh chị phải ăn được cái cây nổ chứ đừng đánh cây nổ anh chị đâu tức là gì tức là ví dụ như là trong tuần sau mà thằng ai thằng e này về mà nó chuẩn chuẩn á là phải mua để mình ăn cái cây nổ của nó chứ anh chị luôn mà nó nổ cây ví dụ này a thì ai thằng nào về mà nổ cây lên này mà anh chị mua này nó về kháng cự nó bán cha rồi làm sao mà lãi được nữa anh không hoặc là ví dụ như thằng thằng gì thằng lcg đây nó chuẩn như này là phải múc bởi vì sao bởi vì em nói gì đâu ví dụ nó nó chuẩn đúng không nổ lên nổ lên gặp kháng cự là nổ dưới đúng không nổ dưới anh chị mua anh chị đu đúng không đu nó rủ ngay kháng cự này nói chung là mất cha hết lãi anh hiểu không nếu tức là sao tức là đánh cuốn chiếu là neo những cái mặt cổ phiếu ở trên và theo dõi những cái cổ phiếu ở trước và phải săn ở nền tức là phải săn điểm rủ và phải săn tức là phải canh điểm rũ để mình mua và mình sẽ ăn cái cây nổ của cái mã cổ phiếu nó nổ lên đó tức là mình phải ăn được cái cây nổ đó là nó mới nó ok nha chứ anh chị đánh mà đu anh chị đu ví dụ sau này anh chị đu vô nó về kháng cự anh chị ví dụ nó về kháng cự nó rũ phát anh chị cũng mệt nè anh chị hình như không đó, nên là anh chị luôn là anh chị có thể căng những cái điểm đó anh chị có thể đánh đó thì mới là nó cũng đủ nó cũng là nói chung là cũng cũng sẽ có nhiều cổ phiếu nữa nhưng mà là ngày hôm nay cũng chia sẻ với chị như vậy nó là tức là khi mà em nói với chị á em sẽ nói thêm tức là ngoài về cổ phiếu ấy, em sẽ hướng dẫn chị luôn là về cái cái cách nhìn tức là vì sao tức là vì sao là nhóm thép nó có thể mua như vậy hoặc là vì sao nhóm đầu tư công nó cái cổ phiếu nào đã lại lên rồi hoặc là vì sao những cái mặt cổ phiếu thủy sản mà có thể biết và cái cổ phiếu nào có thể mở em và vì sao với lại là, là nhóm chứng khoán bán lẻ là có thể đánh sóng được tức là phải có những cái tiêu chí anh à, chị hình không đó, thì trong cái video này em cũng phân tích với anh chị rất là kỹ luôn. Đó và em nói em nói lại một lần nữa này. Là với những cái điểm mua đánh sóng nha. Nói chung là đánh lướt thì chị lướt khi nào cũng được. Nhưng mà với những điểm mua đánh sóng đặc biệt là những cái điểm mua với những cái mà cổ phiếu như chứng khoán á bán lẻ thì em biết là tuần sau nó có nổi hay không. Nhưng mà nó với là chứng khoán tuần sau nó chỉ là thứ hai thứ ba anh chị mua vẫn vô tư nha. Bởi vì em đánh giá với chị là thằng HCM với thằng VRD với lần AR nó có thể là thứ hai thứ ba nó nó phải còn một cái phiên tech cung nữa. Thì thứ hai thứ ba người lần chứng khoán nó sẽ chưa nổ nổ hết bốn cổ phiếu nào em nói là nếu mà để nổ hết bốn cổ phiếu này trong thứ hai thứ ba nó sẽ khó nên là thứ hai chị phải canh mua đi em nói chị nào anh chị nào chưa có cổ phiếu chứng là phải canh mua đi ok ha đó còn chị nào đánh lướt cuốn chiếu các kiểu thì chị lưu ba những cái nhóm này nhiều này thì em nghe anh chị cũng lãi loài mồm rồi ok đó thì anh chị nào anh chị muốn 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 đồng hành con trong lâm khách hàng nói chung là các cái điểm mua này em sẽ cập nhật ở trong phim và em sẽ nói chung là em sẽ định hướng và em sẽ bơm oxy cho cả nhà nhiều lúc em chỉ tức là nhiều lúc anh chị xem video á nhưng mà trong phiên anh chị không dám mua em thật sự với chị luôn nhưng lúc là anh chị không có một broker nào mà gọi là định hướng rõ ràng thì trong phiên ví dụ em khuyến nghị mua thì anh chị sẽ dám mua nhưng mà khi mà chị xem video xong ví dụ chừng anh chị bay mất rồi trong phiên chị thấy thì trường nó rủ rủ anh chị sợ em nói với chị là tuần sau thì trường nó còn rủ chán thì khi mà chị rủ là chị cứ sợ là thị nó sập tới nơi mà khi mà thị trường nó sập nha mà cái mà cổ phiếu nó kéo lên là anh chị nó ờ uh, cái mà, mà cổ phiếu nó cao là mua gì nữa đó, thì nếu anh chị là muốn muốn được em gọi là hỗ trợ kỹ hơn thì có thể là tham gia room khách hàng của đó thì này là video em chia sẻ như anh chị như vậy nhưng mà room khách hàng thì em sẽ định hướng mọi người kỹ hơn và mua bán cái mua bán các cái mặt cổ phiếu như thế này ok đó nói chung là làm video mà định làm ngắn mà nó cũng nói xíu là cũng dài chứ một <laughs> tiếng rồi đó, hiện tại em đang làm là là 11 giờ đêm á 11 giờ đêm thứ bảy này anh chị hiện tại là gần 12 giờ rồi đó, bởi vì ngày mai thì em có việc nên là em làm tối tối thứ bảy để anh chị anh chị đang xem video này là tầm khoảng sáng chủ nhật đó, chủ nhật lắm cho chị xem ok hình nãy nãy giờ nói thì hơi buồn ngủ xíu anh chị cũng tham cảm ha ok rồi thì anh chị nào xem video mà anh chị thấy hay về giá trị thì nhớ nhấn với một cái nút like nha tặng cho một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó để em có nhiều những động lực và em sẽ có nhiều lửa hơn để chia sẻ với tất cả các anh chị đầu tư anh chị xem video mà chị thấy hay về giá trị thì cứ tặng cho một một cái lời bình luận đó nha đó, bởi vì bởi vì sẽ có những nhà nhà đầu tư mới á, thì khi mà đọc bình luận của mọi người á, thì có thể là ở lại và có thể là xem những cái video của em nhiều hơn thì anh chị xem thì nhớ để lại một cái lời bình luận à, cũng như là em đọc thì em sẽ có nhiều những cái động lực và sẽ có những cái tiếp thu để có thể là chia sẻ với mọi người nhiều hơn à, con chỉ muốn tham gia room cộng đồng á có thể bấm vào đường link zalo bên dưới phần mô tả còn nếu tham muốn tham gia cái room khuyến nghị của em đó cái room khuyến nghị vip á, thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em trên màn hình nhắn qua zalo cho em thì em sẽ hỗ trợ mọi người anh chị nào vào thì anh chị vào sớm một chút xíu bởi vì như em nói chỉ là các điểm mua nhiều lúc nó chỉ trong vòng một hai ngày thôi nãy giờ anh chị xem video anh chị biết nhiều lúc các điểm mua mà nhiều lúc nó trong một khoảnh khắc là nó quá rồi đã ok ha rồi thì cảm ơn chị rất là nhiều để luôn theo dõi một okay. kênh hẹn gọi là mọi người trong các buổi video cũng như trong các buổi livestream của em sau chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân nha dạ rồi xin chào cả nhà